Tủ sấy là thiết bị vô cùng cần thiết và hữu ích cho mỗi gia đình của chúng ta mỗi khi trời nâu mầm. Tuy nhiên, việc lựa chọn một chiếc tủ sấy cao cấp hay thông thường vẫn là nỗi băn khoăn của nhiều người dùng. Bởi vì mọi người thường nghĩ rằng dù là dùng tủ sấy cao cấp hay là thông thường thì quần áo vẫn khô thôi, đúng không nào? Vậy lý do gì để chúng ta dính về một chiếc tủ sấy cao cấp đây? Đầu tiên, tủ sấy thông minh sở hữu gam màu sang trọng, có thiết kế giống như một chiếc tủ quần áo thông thường vậy. Và đây sẽ là một thiết bị giúp tạo điểm nhấn và nâng tầm không gian sống nha bạn đấy. Điều khiển cảm ứng đa chức năng, có thể ghi nhớ các tùy chọn của bạn và điều khiển một cách tự động. Tủ sẽ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cho gia đình từ 2 cho tới 5 người hoặc những cá nhân bận rộn không có nhiều thời gian để giặt giũ nhưng lại muốn những bộ đồ luôn thơm tho, thẳng thiu và nhanh chóng. Đa dạng các chương trình như khử trùng và sấy khô nhẹ, tích hợp thêm các chương trình giặt khô. Tủ sấy cao cấp sẽ sở hữu những công nghệ tiên tiến. Ví dụ, tủ sấy LG của chúng ta sẽ có công nghệ hơi nước độc quyền TrueSteam làm giảm nếp nhăn và mùi, làm mới quần áo. Công nghệ hấp hơi nước JetSteam diệt 99,9% virus, vi khuẩn gây hại, khử trùng giảm các chất gây dị ứng hiệu quả. Công nghệ heat pump giúp sấy dưỡng bên màu, bền chất liệu, ngăn ngừa co ngót và hư hỏng quần áo. Tủ ngoài chức năng làm khô thì còn chăm sóc quần áo kỹ càng với chế độ refresh làm mới quần áo, chế độ chăm sóc ly quần Pain Crisis Care, chế độ Wrinkle Care chống nhăn, chế độ Self Clean sẽ tự động tiến hành vệ sinh máy sau 40 lần sử dụng. Nếu như tủ sấy thường chỉ giúp làm khô quần áo thì tủ sấy cao cấp mang lại quá trời tiện ích luôn, như là khóa trẻ em này, hẹn giờ sấy, lọc sơ vải hay là điều khiển từ xa qua thiết bị thông minh smartphone. Tất cả những điều tuyệt vời này sẽ dành cho bạn khi mà bạn sở hữu một chiếc tủ sấy cao cấp. Tuy giá thành sẽ đắt hơn thông thường từ 3 cho tới 5 lần, thậm chí là hơn, nhưng mà với vô vàn những tiện ích này mang lại thì cuộc sống hiện đại không thể thiếu một chiếc tủ sấy cao cấp đâu nha mọi người ơi.